tụi mình sẽ ăn xoài, ăn ổi và đặc biệt ăn chanh. Rồi đây là muối ớt gì? Muối ớt. Siêu cay không khổng lồ. trời ơi giờ nè, múc lên cho mọi người thấy coi. Trời ghê chưa, ớt không à? Rồi ăn. Mình không ăn mình uống. Làm như vậy cho nó. Đâm nhuyễn, giả nhuyễn. Cắn. Thấy tụi nó ăn mà chảy nước miếng á. Mình cũng ăn mọi người ơi. Hồi nãy mình kêu gì sao ngày đựng bẩm. Mình đựng bẩm với anh, với bộ. Bẩm bẩm bằng cha. Muối hộp đâu có mặn lắm đâu. Ở phường ngon. Cay quá. Mặn quá. Cho một cùng keo. Em tấn tiền nè. Quá ngon đúng không? Ừ. Cay quá mọi người ơi. Rửa giờ. Không ạ. Ba mẹ ở nhà. Sợ mẹ mụn đâu cho ăn hay đâu. Như ba mẹ sợ một cái nữa. Mập. Cay quá. Cay không? Mặn. Mặn. Nhưng mà có cay đó. Em ơi. Ai mà nhìn dĩa này nói không cay chết liền luôn á. Không cay chết liền mọi người. Đập gà nướng ăn. Mọi người ơi. Gà quá đây đi. Mà gà của ông ta. gà của ông ta. Cay quá. Cay nhưng mà ngon. Xíu em cắn thử trái chanh nha chị. Tại vì em thấy người ta ăn chanh ghê lắm. Thôi cắn thử. Ngon. Quăng. Cái gì à? Em cắn thử. À, hành vi ăn tắc. Thế mà ăn hết trái luôn. Biểu mặt ăn tắc nè. Chanh nè. Ủa ăn chanh chứ. Đây có tắc qua nhà em hả? Bị ói. Trời, cái giỏ nó cứ nhát luôn á. Ngày một khúc nè. Uống nước mọi người ơi, cay quá. Chẻ xài tia ơi. Nhưng mà cái gì vậy? Anh ăn cay vô ăn này lên. Hết cay hết trơn mà ăn cay dữ. Ồ cái dao bén quá.
Rồi tôi xách vô. Từ từ, để chỉ vô tay là chết. Dạ. Ăn thôi. Từ. Thể hiện, một người thích thể hiện nữa. Nhớ hồi bữa cái video mà bỏ mày ăn trái đó mày ăn bỏ nước rừng. Mời mọi người ăn nha. Mày sắp sai rồi coi. Xin mời. Xin mời mọi người. Bỏ muỗng ở bên đi chị. Đây. Này làm lại đúng không? Mà sành ra nó sắp một kia. Chết em rồi. À, cay. Hơi bị phê luôn. Phê. Trái này bớt chưa? Ăn trái bữa. Nước chấm rất là xoài luôn á. Vô trang. Mời mọi người ăn nữa nha. Trời ơi ngon ngon. Sáng mai em dậy cái mặt em có mụn quá. Có những người mà không biết ăn thì nặng chơi tứ tái lên từng. Y như nhỏ bạn em á chị Sơn. Nhưng em rủ nó ăn xài no chấm này nè. Nó nói ăn xài mà chấm đường, nướng mắm đường thì ớn chứ. Cái lúc mà nó ăn nó khen ngon, đòi ăn nữa có đâu ăn. Ngon mà. Đúng rồi. Quá cay quá cay. Phải ăn với nước mắm vậy nè, mới ngon nè. Mới phê. Mới phê, đúng. Cắt thêm ớt nữa. Ớt mình cắt nhuyễn á, mình nhai nữa mới phê. Sao chưa, sao chưa. Mày ăn lúc nào mày cũng chát ra được hết á ta. Đây. Đây. Tình hình là đồ ăn trái cây còn rất là nhiều. Nhưng ăn hết nổi rồi. Khá cay rồi mọi người ơi. Nên video tới đây là kết thúc nha. Mọi người nhớ đăng ký, like, share và chia sẻ. Và bye bye mọi người. Muốn xỉu rồi. Thôi bye bye mọi người nha. Bye bye nè. Bye bye.